Xin chào tất cả các thành viên của Toy Station. Ngày hôm nay, Entertainment sẽ dẫn các bạn đi du lịch tới đảo Đầu Lâu. Nghe ghê chứ. Thông qua một dòng đồ chơi quen thuộc Treasure X, series Lost Lands, Skull Island. Đó. Đảo Đầu Lâu nha các bạn. Ok. Và trên cái đảo Đầu Lâu này thì nó sẽ có hai cái tòa tháp. Tòa tháp màu đỏ, Lava Tower, tháp dung nham với những nhân vật tương ứng. Tòa tháp bên này là màu xanh, Swamp Tower, tòa tháp đầm lầy, cây cối nhầy nhụa. Và cả hai cái bộ này á, nó đều là một cái micro playset của series Lost Lands từ Treasure X. Wow, đã lâu lắm rồi nhỉ, kể từ lần cuối mình review một bộ của Treasure X. Nếu như các bạn chưa biết thì đây là một dòng đồ chơi dạng như là mở kho báu, đến từ hãng Moose Toys, có trụ sở chính tại Úc. Đây, chúng ta có cái logo của hãng Moose Toy ở đây, kiểu là cái đầu của con tuần lộc đó các bạn. Đây cũng chính là hãng đồ chơi huyền thoại đã sản xuất ra hai dòng Shopkins và Grocery Gang, những video classic kinh điển trên kênh Toy Station. Nhưng mà nào đang xem video này là fan từ thời đó, drop một comment ở bên dưới cho anh có thể được biết nha. Ok, chúng ta sẽ vào vấn đề chính ngay sau đây. Cái pack này nó có dạng chung chung là cái hình trụ dài kiểu như là một cái tòa tháp, logo của Treasure X ở đây, tên của series Lost Lands, Skull Island. Ở mặt trước cũng có một cái hình demo sơ sơ là cái hộp này nó sẽ mở ra như thế nào. Tổng cộng là có 15 levels of adventures. Thì theo lý thuyết sẽ là kiểu 15 bất ngờ, 15 bước chúng ta mở ra đó. Lật qua bên không? Ok. Thực ra cái series này nó sẽ có tổng cộng là 3 cái loại tháp. Tháp đầm lầy, tháp lava và tháp băng ha. Frost Tower. Đúng ra thì mình đã mua được cả 3 cái tháp luôn rồi các bạn. Bởi vì lúc mà research thông tin rồi order trực tiếp từ bên thị trường Mỹ về thì mình đã biết là nó sẽ có 3 loại và mình giá order cho đủ bộ chứ làm sao mà kiểu dở dở ương ương chỉ có 2 cái rồi để cái kia ở lại được. Đã chốt đơn luôn rồi. Vậy mà khi về tới nơi, đơn vị vận chuyển báo là bị lạc mất một cái các bạn. Lạc ngay mất cái băng nè. Đấy. Thì họ nói cũng sẽ ráng order lại cho mình. Nhưng mà nếu mà chờ nữa thì nó sẽ qua luôn cái dịp Halloween này. Chắc cầu cả tháng nữa đó. Thôi thì lỡ rồi. Review trước hai cái tower này. Chúng ta bắt đầu với cái tower lava đi. Mở hộp thôi. Sẽ cắt số những cái băng keo bên đây. Và đó cũng là một lý do nữa mà rất là nhiều bạn hỏi một số những cái bộ mà mình order là kiểu mình order ở đâu và cách thức như thế nào á. Thì thường mình cũng sẽ không có trả lời được bởi vì sẽ không có một cái nguồn uy tín cụ thể nào mà mình order nha các bạn. Ba hồi thì mình order trên eBay, ba hồi thì Amazon, ba hồi thì trực tiếp trên cái trang web của hãng, tùy theo cái nguồn hàng mà có hay không. Cái lý do thứ hai thì chắc chắn giá cả cộng với tiền ship ở Việt Nam thì nó sẽ rất là mắc. Có một số bộ nó sẽ bị nhân 2, nhân 2.5, nhân 3 luôn. Giá gốc nha, rất là mắc. Cho nên trừ khi một cái dòng đồ chơi nào mà có một cái hãng phân phối chính thức ở Việt Nam thì nó sẽ hợp lý hơn, rồi các bạn cũng sẽ dễ dàng bảo hành kiện cáo nếu như mà có cái lỗi xảy ra. Và yeah, tránh luôn cái tình trạng mà ship overseas đó các bạn. Nó hay có bị cái tình trạng mất hàng ha. Tuy nhiên, vì cái công cuộc review đồ chơi trên kênh Rotation thì cái đó là một cái rủi ro mà mình phải chịu. Ok, cái hộp này gỡ ra tương đối cũng gọn nè. Wow, chúng ta cùng xem 360 độ của cái tháp này. Đấy. Zoom vô chi tiết một chút xíu thì toàn thân cái tháp này nó có một cái màu đỏ nâu sẫm, cái mặt nạ đầu lâu ở đây metallic gold, hai cái dấu X, rất là nhiều những cái chi tiết được in nổi lên ha, rất đẹp. Rồi chưa gì, ở đây là sẽ thấy có một số những cái ngăn kéo nè mà các bạn đừng có vội mở ra, kiểu mình cậy nó ra nhé, nó sẽ không có đúng quy trình và không vui đâu, bởi vì chúng ta phải đọc cái hướng dẫn này trước. Ở mặt sau của tờ giấy hướng dẫn Collector Guide, chúng ta có hình demo của ba cái tháp kèm với cái cặp nhân vật đi kèm bên trong. Với cái tháp lava này thì chúng ta sẽ mở ra được em Clifford và Magma Scar. Ngoài ra, nếu như siêu may mắn, chúng ta sẽ mở ra được một món kho báu bằng vàng thật. Wow, giống như vậy nè các bạn. Từ trước tới giờ luôn với dòng Treasure X này, chúng ta đã mở rất là nhiều những series từ series 1 cho tới bây giờ, luôn cả series kết hợp với lại Minecraft, thì chỉ vỏn vẹn có hai món vàng này thôi các bạn ơi. Nhưng mà để nói rõ một chút xíu thì hai cái món này nó không phải là bằng vàng đặc mà nó chỉ có một cái lớp mạ vàng ở bên ngoài thôi ha. Ừ thì cũng sẽ có một cái giá trị nhất định đấy, nhưng mà không đáng kể đâu, chủ yếu là để sưu tập là chính thôi. Đấy. Rất là đẹp chứ bộ, nặng nha, bởi vì nó kim loại thật ấy. Ở mặt đằng sau chúng ta có các bước hướng dẫn chơi. Ví dụ như là đầu tiên mở cái nắp ra. Ok, thì ra là mở như vậy. Rồi lắp ráp một số những cái bộ phận này lại với nhau. Ok, rồi biết rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ làm luôn. Đầu tiên nè, mình sẽ bấm cái nút ở đây ha. Mình nghĩ là như vậy. Phải không? Bước thứ hai mình sẽ kéo một số những cái chi tiết này xuống. Đây là cái dòng lava chảy xuống. Ok, ở đây chúng ta có một cái pack nhân vật.
Yo, đây là em Magma Score các bạn ơi. Nhìn trên hình mình tưởng em nó bằng nhựa đặc chứ, hóa ra là nó nhựa trong suốt nha. Alright, không biết có phát sáng không nữa. Có vẻ như là nó không có dạ quang phát sáng, nhưng mà nó phản ứng với đèn tím nha các bạn ơi, rất là sáng rực lên luôn á. Cái chi tiết giáp rồi vũ khí màu vàng gold khá là đẹp, được sơn cũng rất là kỹ lưỡng nè, không có bị lem. Ok, và đó là nhân vật. Trên đây chúng ta có gì đây? À, cái này là cái miếng độn thôi. Ở ngay chính giữa chúng ta sẽ có cái chi tiết cái cầu này, mình sẽ bắt lên như vậy á. Rồi, còn bên đây sẽ là cái chi tiết cầu thang đúng không? Đây các bạn, chúng ta sẽ có một cái cầu thang đi lên và đi qua cái cầu này. Có cái chi tiết cạc tông ở đây chúng ta cũng cần phải gỡ ra. Để bắt đầu khám phá tòa tháp lava của đảo Đầu Lâu, những thợ săn Trezorek sẽ được trao cho thanh gươm vàng quý báu. Ê, đưa đây. Bước đầu tiên chúng ta sẽ bắt đầu leo lên cái cầu thang này. Ồ, chậm chán Magma Scar rồi. Wow, ta là Magma Scar, nhà ngươi đường hồng. Wow, khó khăn lắm mới đánh bại được Magma Scar. Chúng ta tiếp tục vào hành trình nào. Đi được một đoạn nhìn xuống thì có một cái hố lava, có vẻ như nó được làm bằng nhựa, ni lông hay cái gì đó. Và chúng ta có thể dùng thanh gươm này để mà... Ok, cầm xuống ngay đây các bạn. Mạnh mẽ lên nào. Mạnh mẽ lên nào, chiến binh. Được rồi. Ui chà. Trời ơi, nó có một cái chất gì nhầy nhụa ở đây bà con ơi. Chiến binh can đảo lên nào. Hãy thò tay xuống. Lấy lên. Không xong rồi. Chúng bảy, tên quái vật lava Clifford đã xuất hiện. Nhà ngươi dám đánh bại đồng đội của ta hả? Ta sẽ... Xuống lại đi. Oh my gosh. Lava rất nóng chảy các bạn ơi. Wow, mình thiên luôn cái đế của lava lên rồi. Bỏ xuống lại được thử. Ui da, chiến binh như ta đây, không sợ gian khổ, không sợ nguy hiểm, hơi sợ dơ chút xíu thôi, mà gặp ngay cái thử thách này. Chuyển lại, take 2. Để khám phá tòa tháp lava và kiếm về cho mình kho báu trong truyền thuyết, những thợ săn Trezorek được trao cho một thanh gươm báu bằng vàng. Cầm thanh gươm trong tay, người chơi sẽ đi lên cái cầu thang này. Ô, đụng đổ tên quỷ lava Magma Scar. Wow, ta là Magma Scar. Khoan, trời ơi, cho ta nói một câu đi. Nói tròn cái câu thoại đi rồi chém. Ok. Ta là Magma Scar. Tiếp tục cuộc hành trình, người chơi đi lên một cái cây cầu, nhưng mà ngó qua bên kia. Oh no, tên Clifford đã đang đứng chờ đón. Nhanh trí, nghĩ ra cách nào. Ở bên dưới là một hố lava, ta sẽ gạt cái cần ở đây. 3, 2, 1. Chết ta rồi, ta là quái vật lava nhưng mà rớt vô lava ta cũng chết. Người chơi đã kiếm được một cái cơ quan bí mật, nhưng dường như phải có hai cái chìa khóa để mà tra vào hai cái lỗ này. Wow, phải làm sao đây? Nhảy qua. Wow, sẽ gạt cái cần ở đây. 3, 2, 1. Ở bên trong rớt ra một viên đá, ta sử dụng thanh gươm này bổ viên đá ra. Wow, thanh gươm thật là hữu dụng, ta không cần phải dùng tay chút xíu nào luôn. Wow, ở bên trong là hai cái chìa khóa hình xương, đây chính là thứ chúng ta cần. Lần lượt tra chìa khóa vô đây nào. Một cái, hai cái, sẵn sàng chứ hả? 1, 2, 3. Ui, có vẻ như là phải vặn. Ui, có cái gì đó vừa rớt ra và nó rớt vô cái lava này. Ok, lại một lần nữa, hiệp sĩ ta không sợ gì hết, chỉ sợ giờ. Nhưng mà không, cái này là cái ông Clifford hồi nãy, cài ông đi. Đây rồi, một cái món kho báu không rõ hình thù bởi vì bị phủ ở trong lava rồi các bạn, đi rửa thôi. Alright, và đây là món kho báu cuối cùng của chúng ta đã khám phá ra được. Nó là một cái đầu lâu có cái hiệu ứng lửa ở đây. Không phải là một món vàng. Xong rồi mình cũng đã sẵn tiện tay thương tình với cái ông Clifford này ra và rửa luôn. Đấy, cho các bạn xem kỹ hơn. Wow, cái giáp của ông này hoành tráng hơn nha. Khá là thích cái chất liệu nhựa trong suốt này các bạn ơi, nó xuyên sáng. Và đây là tất cả những cái nội dung mà chúng ta có trong một cái pack này. Đấy, xoay một vòng. Cái chi tiết trong suốt này không có tương tác được, nó là một cái bức tường thôi. Hay là được nhỉ. Ồ khoan, còn những cái bước cuối cùng để mà trưng bày đúng ấy. Thì nó sẽ là như vậy. Mình sẽ lấy cái hố lava này lên. Cái này mình đã rửa sạch rồi các bạn. Mình sẽ lật ngược lại nè. Ở đây nó thành một cái kiểu tòa tháp, có những cái bậc thang đi lên và cái kho báu tìm được chúng ta sẽ để ở trên đây. Ok, và như các bạn đã thấy thì cái bộ này nó là một cái micro playset, cho nên là nó có cái tính chất chơi đi chơi lại. Ví dụ như là cái cầu thang này, chúng ta có thể dễ dàng gập lên. Mình gỡ nhân vật này ra. Này go. Để bỏ lên hết trên cầu. Cái cây cầu này tất nhiên có thể ngã xuống. Rồi vị trí của cái viên đá này hoàn toàn có thể thả xuống. Đấy. Mình reload lại. Này go. Chưa kể là cái ngăn chứa kho báu này chúng ta hoàn toàn có thể đóng lại.
và vặn chìa khóa ra. Đó. Okay. Và đó là lý do vì sao mà mình rất là thích những cái sản phẩm của Moose, cho dù không phải là một cái playset mà chỉ là những cái pack bình thường thôi, những cái pack bất ngờ của Shurigan hay Shopkins các bạn, thì họ vẫn luôn luôn nghĩ ra có một cái tương tác hoặc là một cái chức năng gì đó cho cái hộp đựng. Và bây giờ đến với pack thứ hai, tòa tháp đầm lầy Swamp Tower. Trên tinh thần thì về format chung chung ở bên ngoài nó giống y chang nha, tất nhiên là khác màu thôi, nhưng nhìn một số những cái hình demo ở đây mình thấy có vẻ là cái container bên trong nó sẽ khác nhiều nữa các bạn. Alright, đây là 360 độ của cái bộ này. Wow, wow, wait, wait, wait các bạn. Những cái chi tiết hình nổi lên ở trên bề mặt này nè, có vẻ như là khác nha. Đâu đâu, để mình đóng cái này lại, xoay một vòng coi. Khác không? Khác không? Oh wow, không khác. Những cái chi tiết nổi nó không khác nha, nó chỉ khác màu thôi. Rồi, còn cái hướng dẫn thì sao nào? Mặt này, yep, tất nhiên là giống. Mặt sau, ok, nó là cái hướng dẫn riêng của cái bộ đầm lầy. Rồi, cùng mở ra nào. 3, 2, 1, à. Wow, yo, cảm nhận đầu tiên, chưa gì là mình có vẻ như là mình thích cái bộ này hơn bộ lava nha các bạn. Oh my gosh, gỡ một số những cái chi tiết này ra coi. Ok, trước khi review chi tiết, bất cứ một hiệp sĩ nào cũng phải làm công việc này, khui cái đầm lầy ra các bạn ơi. Lần này có kinh nghiệm rồi, mình sẽ khui cái này ra trước khi mà thả nhân vật xuống. Hây, hây, ưa, ơi, cứu cái gì đây? Wait, what? Oh no, trời ơi, nó trong cái đầm lầy này nó có kèm đầy rắn nữa các bạn ơi. Coi nè. Eww. Nhiều lắm luôn á. Ê, có vẻ như, quay, cái đầm lầy này, cái chất nhầy nhụa của nó dai và nó dính hơn là của cái lava nha. Ôi, nhưng mà thôi, để giải cứu cái nhân vật kia đã. Yo. Đây rồi. Trời ơi, dính theo một nùi rắn luôn. Ghê quá. Rồi, lại sử dụng hơi thở của nước vậy. Vâng, thưa các bạn, đây chính là toàn cảnh của tháp đầm lầy. Đèn tên. Đấy, mở ra trong dài. Ở bên ngoài thì những cái pack nó chỉ khác nhau về màu sắc thôi, nhưng mà cái container bên trong là nó đều có những cái đặc điểm riêng của mỗi pack. Đầu tiên, từ bên trái qua, chúng ta sẽ có một em nhân vật đứng trên cái cây này. Chúng ta có một em yêu tinh màu xanh như thế này. Em tên là Toad, yêu tinh cóc, với một cái vũ khí vàng cầm trên tay, cùng với một cái bộ giáp ha. Có đeo cái phao nữa hả? À, thì ra là cũng sợ chết đuối ở dưới đầm lầy. Em nó sẽ được đặt đứng trên cái bệ này. Nó giống như là một cái nhánh cây. Cả một cái cây màu tím này chúng ta có thể gạt xuống để lộ ra một cái gì đó nó trông giống như là một cái tổ ong. Này, mình lấy tay nè các bạn. À, chúng ta lật ra. Ui, đau. Hên quá, em này nó chưa có dính sâu xuống đầm lầy. Đây là em nhân vật thứ hai của chúng ta, Stump, bé yêu tinh gốc cây. Ok, có nguyên cái gốc cây vàng đội lên đầu. Em nó sẽ được giấu ở trong cái tổ ong nguy hiểm này nhé. Vị trí của thanh gươm vàng thì cũng giống như vậy, được đặt ở ngay chỗ này. Ở phía trên chúng ta cũng sẽ có một cái cầu. Ngay giữa cái cầu thì cũng sẽ có một cái bộ phận để mà giữ kho báu. Và cái kho báu này thì chúng ta chỉ cần có một cái chìa khóa thôi. Có vẻ hình nó giống như hình dấu chéo. À không, hình giống như con nhện các bạn. Ê, thú vị nha. Cái cầu này nó có thiết kế giống như là một cái sợi dây leo. Và chúng ta có thể kích hoạt bằng cách gạt cái cần ở đây. Quý à, lại rớt vô đầm lầy. Được một cái các bạn, cái đầm lầy này nè, tuy là nó cũng nhầy nhụa nhưng mà bởi vì cái slime ở bên dưới nó đặc hơn chút xíu, cho nên em nhân vật nó rớt xuống mà mình vớt ra nhanh á thì nó không bị dính như là lava. Cái slime của lava nó lỏng lắm và mình thích cái slime của cái đầm lầy này hơn. Trời ơi, nó có những cái chi tiết mấy con rắn bò lổm ngổm dưới kìa, anh thấy không? Đấy. Cho nên thôi, để đúng tinh thần chơi chút xíu thì mình cũng không có rửa nó đi. Khoan, rửa nó đi. Ở bên tay trái là một cái chi tiết mà mình thích nhất luôn, đó là một cái cây ăn thịt. À, đầu tiên thì cái cây này có thể cái cổ nó quay lại như dây. Và nếu như chúng ta giục em nhân vật vào, 3, 2, 1. Wow, rất là nhạy nha các bạn ơi. Nó sẽ đóng lại liền luôn. Lại nè. Ê, đó. Bởi vì nó có một cái lưỡi gà ở đây, nó sẽ chặn cái lò xo lại. Và chỉ cần chúng ta đẩy nhẹ cái phần cái lưỡi màu tím này thôi. Đó, là cái miệng này nó sập lại. Nó sập lại hoàn hảo luôn thì nó sẽ trông giống như này nha các bạn. Wow. Ok, trông giống như cái cây ăn thịt ở trong Mario ha. Rồi, nhưng mà ngó kỹ một chút xíu thì các bạn sẽ thấy ở đây, trong miệng em nó sẽ có một cái con nhện. Lấy ra. Oh yeah. Và đây chính là cái chìa khóa nhện của chúng ta đó.
School. Ở bên dưới nó có cái chi tiết dây leo, cầu thang như vậy ha. Thời khắc quan trọng đã đến, các bạn đã chuẩn bị sẵn sàng chưa ạ? Chúng ta sẽ tra chìa khóa nhận vào cơ quan này. Mình ướm vô trước nha các bạn. Ok, kho báu nào sẽ được phát hiện ở đây? 3, 2, 1. Ôi, ok. Hey. Theo kịch bản thì nó sẽ phải rớt xuống đây. Yeah. Với các bạn, chúng ta có được một cái đầu lâu có con rắn đang chui ra nè. Yeah, thấy ghê chưa? Và không phải là kho báu vàng. Ok các bạn ơi, và đó là tất cả những gì mình có cho các bạn ở trong tập này với hai cái playset Treasure X series đảo đầu lâu. Tuy rằng không mở ra được những cái kho báu phiên bản mạ vàng bởi vì bản chất cái tỷ lệ nó mở ra rất là khó nha các bạn, thì nó là món hiếm mà. Tuy nhiên mình cũng cảm thấy rất là hài lòng với sự trở lại này của Treasure X ở trên kênh. Rõ ràng là những cái bộ playset rất là thú vị, rất là gọn. Sau khi chơi xong thì chúng ta có thể dễ dàng gấp nó lại thành như vậy. Đó. Ý. Và trưng ở một góc nào đó ha. Rất ít khi nào mà Moose làm mình thất vọng. Chỉ có hơi tiếc một chút xíu thì dòng Treasure X này hiện tại vẫn đang chưa được phân phối chính thức tại thị trường Việt Nam. Rồi cũng như mình đã chia sẻ với các bạn ở đầu video thì rõ ràng là mình order tới 3 pack nhưng mà bị miss một pack ở đây rồi các bạn ơi. Hàng bị thất lạc rồi này nọ các thứ nữa. Nhưng mà các bạn yên tâm đi. Nếu như trong tương lai Treasure X có được phân phối chính thức tại Việt Nam thì mình sẽ lên video ngay để thông tin tới các bạn nhé. Ok, còn bây giờ thì như thường lệ, nếu như đã thích video này thì các bạn hãy chăm cái tay một like, hãy chia sẻ với bạn bè và đừng quên bấm nút subscribe để đừng bỏ lỡ bất kỳ một tập nào của Toy Station. Cái tay sẽ trở lại trong những video thú vị kỳ sau về đồ chơi nữa. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt. Bye bye.